Rồi, mình xin thân chào anh em, chào mọi người một lần nữa trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì anh em ơi, thì sau một đêm, sau rất là lâu nha, một thời gian đó là 3-4 tiếng đồng hồ, thì các cái viên pin của mình á, một viên pin này thì mình đã test xong rồi nè. Thì cái cục pin Samsung đầu tiên mình đã test xong rồi nè. Cái viên pin này á, thì số 4 nè, nó đã cho ra một cái dung lượng đó là 1527mAh nha anh em. Đó. Viên pin số 3 nè thì cũng 1517 nha. Số 2 này thì không biết nhiêu nè, đó 3190 nha. Thì hai viên mà mắc song song với nhau mà. Cái này cũng vậy, 3183 nha. Như vậy là quá ok luôn anh em. Đấy. Anh em thấy mà đi mua dây chai mà những viên pin này á là anh em thấy ok không? Thì mình lại tiếp tục là test ba cái khối pin này nha. Ba cái khối pin này mỗi khối nó có hai viên nha anh em. Coi nó có ok như những cái viên pin này không nha. Thì mình cũng xin chia sẻ với anh em cái cách để mà chúng ta đi lựa một cái thanh laptop như thế nào đó mà cho nó thuận lợi nhất nha anh em. Thì anh em khi mà đi vào giữa dây chai mua laptop, mua pin laptop đó, hoặc là vào các cái cửa hàng vi tính đó, thì anh em cứ nói là bán cho tôi một cái thanh pin laptop hỏng để tôi về tôi chế cháo vậy đó, thì nó bán rẻ lắm, từ 30 ngàn hai mấy ngàn. Nếu như anh em đẹp trai hoặc là đẹp gái á, thì nó bán rẻ hơn nữa, có khi nó cho anh em luôn á. Còn riêng mình á thì cái mặt mình ứa gan lắm cho nên nó bán mình 30 ngàn nha. Mình lựa các cái thanh pin đó thì đầu tiên á là nó to, nó có 6 cell nha, bảo đảm có 6 cell. Còn cái thanh pin này lơ mơ là nó hơn 6 cell nữa nè anh em. Thanh pin này chà bá nè, bữa nào mình rảnh mình sẽ tháo tiếp cái thanh pin này ha. Cái thứ hai nữa là nó là cái thanh pin mà nó có dán tem bảo hành nữa, và nó xuất xứ từ mà Trung Quốc đó, chẳng hạn như là thanh pin này nè, nó để nè ra băng only nè, có chỉ là ở Nhật Bản thôi. Thì những cái thanh pin như thế này á thì khi mình tháo ra mình sẽ được đó là các cái viên pin nó xịn nha anh em, nó tốt. Ở đây thì mình được các viên pin Samsung nè, thì dung lượng của nó thì em thấy là nó khoảng 1500 nha, 1500 cho nên là khi lên nó được 3000 mấy nè, đó là nó đều hết trơn, là nó là 1500mAh nha anh em. Không biết làm sao mà không thấy cái viên pin nào hỏng trơn á. Nếu như cái viên pin này mà nó hỏng thì nó chỉ có 1000 mấy thôi, một viên nó hỏng nha. Còn đây cũng vậy nào, nhưng mà nó 3000 mấy. Nó 3000 mấy thì chúng ta sử dụng cho các mà linh kiện mà điện tử á, thì nó rất là lâu nha anh em. Chẳng hạn như chúng ta mà độ chế cho một cái cây quạt như thế này nè ha, hoặc là chúng ta độ chế cho một cái đèn như thế này thì xài chắc cả ngày nó mới hết pin quá. Cái đèn này thì mình mua dây chai được nè anh em, nó đã hỏng pin rồi, bên trong này nè nó có pin trong này nè mà nó hỏng pin rồi, mình thay vô ha thì mình sẽ được một cái đèn ha, mình không cần phải đi mua mà mới làm gì ha. Pin này thì xịn, đèn này thì mua dây chai giá rẻ thôi, gắn vô thì nó trở thành một cái đèn xịn, chưa chắc gì một cái đèn mới mà nó có cái là chất lượng bằng là cái đèn mà thay pin dây chai vô nha anh em. Còn đây nè, đây là một những cái quạt nữa ha, anh em mua về rồi cũ sửa lại chà lại rồi lấy pin gắn vô thì nó trở thành cái quạt xịn nha anh em. Thì đó là các cái viên pin này ha, là mình mua được thì nó xịn sò đó. Rồi những cái viên pin này thì chưa biết sao nha, bây giờ mình sẽ tiếp tục test nha anh em, tiếp tục là test thử nha. Cái khói pin đầu tiên là mình thấy là mình vô mánh rồi đó. Ngon lành nha, 3000 mấy nha, đó 3000 mấy nha, đã chưa, đã chưa. Mình phải kiếm cái gì mình để vô mới được anh em ơi. Thôi mình tạm thời mình để đây đây, từ đây 1500. Nếu như anh em mà mua mà trên mà thị trường anh em mua một viên pin mà nó có dung lượng mà từ 1500 này á, là bảo đảm với anh em luôn là người ta bán cho anh em là 15-20 ngàn đồng một viên nha. Pin Samsung này luôn nha, 15-20 ngàn một viên nha. Pin này nặng nha anh em. Bữa nào mình lấy cây căng heo mình căng thử các viên pin này cho anh em xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ đó là test thử mấy thằng bạn màu xanh ngọc này coi. Anh em thấy là nó không lên luôn nè anh em. Anh em thấy không lên thấy không? Nhưng mà mình có cách cho nó lên nha, chứ không có phải mà để gì được. Tại vì nó sụt áp rồi, nó có một con máy à. Nè, này lên nè anh em. Này lên nè.
mà nó lên tệ lắm nha. 82 cái nội trở nha. Này coi. 40 nội trở nè, anh em thấy không? Đó. Này 82 nội trở N hết luôn nè, anh em thấy nè, ha, dương pin này như vậy là không được nha anh em. Mình sẽ có một cái phương án, mình sẽ kích nó lên khoảng 2 phẩy mấy volt nha. Rồi mình sẽ đo lại cho anh em xem nha. Rồi sẵn đây thì mình cũng chia sẻ luôn cái cách làm khi mình mua dây chai vậy ha. Mình lấy cái mạch sạc bình thường ra nè anh em. Đó, mạch sạc bình thường ra. Còn không thì anh em cứ việc là lấy một cái công cụ mà thần thánh đi. Là cái này nè. Cái cách mà để mà kích các kim pin lên á, chúng ta có là hai cái này là anh em trên thấy trên kênh mình thường thấy nè. Mình gắn vô một cái đầu kia USB, mình gắn vô cái bảng điện của mình nè. Đầu ra của nó lúc này là anh em thấy nó sẽ có nó là 5.3V nè anh em. Điện ổn định luôn nha, không có nha, không có nhấp nhứ nha. Đó. Rồi mình sẽ là lấy mình chặt vô hai cái đầu pin này. Cái pin này lúc này á thì nó thấp lắm. Đó, mình mua về là nó bị là để lâu ngày nó sẽ bị sụt áp xuống, rồi nó còn có là 1.6V này nha anh em. Nó 1.6V, bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta phải kích nó lên. Kích nó lên là khoảng đó là 2.5V nha, chúng ta mới sạc được. Rồi là đâu bây giờ nè. Bây giờ mình sẽ kích nó lên cho anh em xem này nha. Cái hai cái đầu ra này á là mình đo luôn cho anh em xem nè. À, mình đo luôn cho anh em xem là đầu ra nè. À, mình đo cái dòng ga của nó nè. Gỡ cái này gắn qua đây nha. Đó, rồi mình sẽ quay về cái mức 20A nè, là cái dòng ga của nó là 3.5A nha anh em. Dòng ga của nó là 3.5A, nó rất là cao nha. Chính vì vậy mà chúng ta kích pin lên nó sẽ nhanh nè. Lúc này là nó 5V nè nha anh em. 5.3V nè ha. Rồi mình sẽ đó là ghim cái chiều dương vô là cực dương của cái pin này nha anh em. Âm vô cực âm nha. À, khi nào mà nó nhảy lên cái con số nó đó, anh em thấy nó nhảy lên này ha, đó bắt đầu pin nó mới đầu cái nó sẽ được nạp trở lại nha anh em. Đó mình cứ nạp trực tiếp cho nó đi. Đó anh em thấy nó nhảy lên lại gai không, nhảy lên đến một giai đoạn là bắt đầu là ủa sao nó nhảy xuống ta. Đó lên lại rồi ha. Thì cái đoạn này mình không có tua nhanh nha, mình sẽ để cho anh em xem nha cái giá trị thực tế của nó nha. Đó, 19-20 ha. Đó. 19-20 rồi mình ghi vô đây đi, mình làm biến quá. 3.19, 3.20. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tháo thử này. Ê. Nóng ta. Rồi giờ nó đã 2.mấy V rồi anh em. Nó 2.mấy V rồi. À mình nhìn đo lại cái này ha. 2.mấy V nó không lên nữa đâu. Nên lo chậm lắm, mình phải đi sạc thôi. À đo lại nè. Đó, mình kích nó lên xong rồi mình đo lại. Đó 2.7V rồi nè anh em. Lúc này chúng ta sẽ đó là sử dụng cái máy của chúng ta nè. Đó. Sử dụng cái máy thì sao nó im ru luôn rồi tàn. Đó, anh em thấy nó đã lên rồi thấy không? Đó, 2.69V rồi nè. Anh thấy chưa? À, chúng ta đang test nó nè, đang phát test nè. Đó, bắt đầu nó sẽ nhảy lên nè. Đó, bây giờ như vậy là chúng ta đã test được nội trở, lúc này nó xuống còn có 38 mà nghe anh em. Nội trở 38 nha. Đó, còn dung lượng pin bắt đầu nó sẽ bắt đầu test nè. Và mình sẽ là làm tương tự cho cái viên pin này nha anh em. À, làm tương tự cho cái viên pin này. À. Rồi. Anh em ơi thì sau một cái khoảng thời gian đó là anh em nhìn thấy nè. Đó, một khoảng thời gian là 7 giờ 58 phút có nghĩa là 8 tiếng đồng hồ thì pin này nó đã đầy nha anh em. Hồi nãy thì mình đụng thì viên pin này nó rớt ra. Anh em thấy nè, cái khe thứ nhất á thì nó sẽ có được là 2900mAh dành cho hai cái viên pin này. Còn cái khe thứ hai này nãy là nó bằng với cái khe này nè, khe số 4 nè. Khe số 4 là nó là 3238, thằng này cũng y chang vậy đó.
Như vậy là tổng dung lượng của mỗi viên là khoảng 1.600 nha anh em. Còn cái khe này thì có 1.400 à. Đó, 1.000 trên này à. Ha. Thì pin này mình thấy rất là ok nha. Hai cái viên pin này thì tới 3.000 mấy lần, 3.200 lần. Oh my god. Như vậy là tất cả mình có tất cả các viên pin này là cái dung lượng của nó thật là ok nha anh em. Với 30.000 đồng mình mua được 60 viên pin. Ý là 6 viên pin này là nó rất là hời nha anh em. Anh em nghĩ sao về cái kết quả này á? Rồi khi mà mình có nên mua là pin laptop không nha anh em? Thì mình theo bản thân mình á thì mình thấy là chúng ta đó là để mà chế cháo thì chúng ta nên sử dụng các viên pin laptop này nha. Rồi, mình xin thân chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong một video clip tiếp theo của mình nha anh em. Rồi, bye bye anh em nha.